Đây cô chú ơi, chay với mẹ chay ăn sầu riêng nữa. Hôm qua mẹ đi chợ, mẹ với chay đi chợ mua hai bịch sầu riêng luôn ăn cho đã. Để mẹ sắn tay áo lên nè, sắn tay áo lên, đưa tay để mẹ sắn lên. Đưa đây, rồi bắt đầu chưa? Bây giờ nè, đầu đâu? Rồi bụng đâu? Bụng đúng rồi. Miệng đâu? Miệng đâu chỉ mẹ coi miệng đâu? Miệng đâu? Miệng. Đúng rồi, giỏi quá. Thương mẹ để đâu? Không mẹ miếng. Trời ơi, lỗ tai đâu? Ngoài mày chỉ lỗ tai đâu? Lỗ tai á, cái lỗ tai á. Lỗ tai đâu? Lỗ tai nè. Lỗ tai nè. Mô mốt nhớ nghe chưa? Cái lỗ tai đây nha. Rồi ăn nha. Ơ con đồ đồ nha. Đó, đó, lấy đi. Nghiền ăn, nó nghiền một cách. Ê. Rớt. Từ từ thôi, con ăn cái gì cũng phải từ từ. Nghiền một cách mà ta thấy cái sầu riêng là nó rồi một cách là khủng khiếp. Hỏi ăn sầu riêng không chay? Ăn. Tranh thủ không có ba ở nhà mình ăn hay chay ha. Con cho cô chú chưa? Cho cô chú chưa? Đã luôn, hai mẹ con ăn hết một bịch sầu riêng đó cho cô chú á. Mà mẹ ăn nhiều chay, chị ăn được hai muối ha. Vậy? Trời ơi, nó thấy cái muối đó ngon cái nó đưa mình cái muối này ha, thấy được, thấy dữ chưa? Đây mẹ đưa con muối ngon nữa nè, đó, muối này ngon nữa nè. Nhưng mà từ từ đi, ăn xong hết muối đó đi rồi ăn muối này. Tham ăn dễ sợ đó. Mỗi tay nó cắn mỗi miếng ơi, cô chú thấy chưa? Ngon quá kìa. Lần sau mình đi chợ mua nữa ha. Hai mẹ con mình ăn sầu riêng đã luôn ha. Ngon. Ngon đó đi, ngon. Cho cô chú ăn miếng nè. Đó, con ăn con phải cạp hết cái miếng sầu riêng nè ha. Cạp vòng 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 cái hộp nè. Trời ơi đã quá. Ngon. Ngon à. Thấm đó, thấm sầu riêng đó. Tốt, lúc cô cắn kìa. Cô cắn kìa. Rất kỹ lắm. Sầu riêng ngay. Cái trái này sao nãy giờ thấy không có ngon mà trái hôm qua chay hả? Hôm qua có bé muối. Ngon chưa? Ngon không? Ngon không? Ôi trời ơi. Nhảy hả? Nhảy hả? Đó, ngon là vậy đó hả? Ừ, ngon liền. Cô chú không có để ý, có để ý chay không? Ngon là nó có một cái điệu nhảy của nó. Có điệu nhảy lắc vậy đó. Ngon à. Ngon là mình phải thể hiện ra chứ, đúng không? Mà đúng rồi, cái trái này không ngon bằng trái hôm qua chứ. Nè, con bây giờ con ăn xong phải không? Con xoay. Đó, xoay qua. Đó. Xoay qua cái này nè, đó. Cơm không hết chưa? Còn cái này xoay qua luôn. Đó, xoay qua. Ăn cái này bị sượng ha. Đây mày ăn cho. Ồ, đúng rồi, cái này bị sượng. Thế khôn qua cho, có bị sượng lãng nhã ra không? Này, mày cho cắn miếng nè. Cắn mấy không? Đó, cắn vô. Cắn vô. Ui, trời ơi, cắn miếng bự quá cô chú ơi. Miếng bự quá trời luôn cô chú ơi. Ôi đốt. Ngon quá. Cái muối này ngon chay. Muối ngon nè, đưa mẹ muối này đi. Qua ăn muối này đi, muối này ngon nè. Ngon không? Nhảy đi. Cái này con lật qua đây. Đó, con lật qua đây anh cầm. Đúng rồi. Đó, ăn đi. Mình cắn miếng bự kìa bá không? Trời ơi. Ăn cho bà cố thèm chay. Cho bà cố ăn miếng ơi. Cố kìa, cho cố ăn miếng đó, cho cố ăn nữa. Cố vô ngoài năm nữa. Ừ. Ừ, ngon.
xe. Ừ, ngon mà. Đổ hoàng rất à. Rồi cái hộp đó hết à. Hộp đó hết rồi, đưa mẹ lựa cái khác cho con nè. Ăn nhiều quá nóng thấy bà luôn á cha ơi. Đó, hết rồi đó, hộp hết. Cái hộp hết rồi đưa ra. Thôi ăn hết hộp đó được rồi, ăn nữa nóng lắm á. Chút ui chạy vậy. Ngon không? Ngon không? Cái gì? Hộp này hết rồi. Thôi nè nè, nè nè. Nhiều. Không ăn nữa hả? No rồi hả? Cái gì? Hộp này hộp không mà con đồ cái gì? Con no rồi đó, ngán rồi đó. Ừ, nó ngán rồi cô chú à. Được á, biết biết ngán là được. Trời ơi trời, cái nước này uống nữa. Rồi bây giờ chay nha. Chay con đừng có đổ mấy cái nước đó chay ơi. Mẹ mệt con quá. Đó, ướt hết đồ, thấy chưa? Ướt đồ hết rồi đó. Quậy quá trời quậy luôn á. Cô chú nói chay quậy như trai vậy. Ai nói nó quậy như trai, nó quậy hơn con trai đi. Quậy hơn con trai luôn, rửa tay đi. Rửa tay đi, rửa tay. Rửa miệng, ăn sầu riêng dơ, rửa miệng đây. Cứ nhìn đằng sau làm cái gì, rửa miệng. Vừa thôi. Em mọc cái răng, em đau cái răng. Em quá cô chú ơi, cái đau bên đây nè, đau bên này phải không con? Không, bên nó có sưng không vậy đây, hả? Mọc bên nó có sưng không? Rồi đánh đi. Đánh cho cô chú coi. Giỏi quá, đúng rồi. Đánh đây con. Thôi mà, đây nè. Đó. Xong rồi thay đồ nha, xong rồi hai mẹ con mình thay đồ nha. Nè, đưa mình chải này, mình bỏ kem đánh răng vô. Lên lên. Rồi, đánh đàng hoàng. Bỏ xuống đánh đàng hoàng. Đây là bỏ vào ngoài đánh đi. Đánh cho cô chú coi nè. Đánh cho cô chú coi nè. Đó, nó dập nước nè cô chú ơi. Đó, đó, nó dập vào nó kìa. Đó, nó xối ướt quần nó luôn rồi kìa cô chú thấy chưa? Cô chú thấy nó quậy chưa? Nó biết chút nữa đồ này là nó thay đó, nên nó quậy đó. Đây đây, đây bằng chảy mày đánh cho. Con dạo này con vô đây con phá không nghe chay. Không, không uống nước này. Chút đây mày uống nước kia. Mệt quá, để im mày, mày đánh này. Cúc chú mệt mai. Cô chú mệt mai. Cô chú mệt mai. Đó cô chú ơi, em thay đồ xong rồi nè cô chú. Hôm nay ở ngoài trời hơi bị lạnh nên phải cho em mặc hai cái áo vậy lại, tại vì cái áo ngoài nó hơi bị mỏng. Kỳ á hả? Con nói đi Kỳ. Cướp hài với Kỳ đi.
Đây nè cô chú ơi, chạy giờ ăn dầu xong rồi. À cô chú chia cho cô chú ăn xúc xích không? Hả? Để mẹ cắt xúc xích ra cho con nha. Dạ đi con. Dạ đi mẹ cắt xúc xích ra cho. Này mẹ cắt xúc xích ra cho. Mẹ lấy cái kéo mẹ cắt ra. Rồi, nặng lên ăn đi. Yummy. Does it taste good, JD? Ngon chay. Yeah. Cho mẹ miếng. Wow, it's so tasty, JD. Ngon quá. Yeah. Phải nặng lên, phải nặng lên được. Phải nặng lên. Cái nào có ăn xúc xích là cũng phải nặng lên. Cho cô chú miếng này, cho cô chú miếng. Đó, cho cô chú đó. Cho là mẹ ăn thiệt tình lắm. Đi đi. Cho nó kỳ ăn, cho nó kỳ, cho kỳ ăn à. Cô chú thấy chay Thảo ăn ngay chưa? Cái kỳ nó không xinh mà cũng cho nó ăn. Đây để mày vô mày lấy đôi giới vô cho con mang nghe chay. Hái là kỹ what's up. Để mày vô mày lấy con đôi giới mang vô nha. Đây đây để mày nặng lên cho đừng làm vậy là ói đó. Đây đây. Ê, thấy chưa mẹ nói mà. Để mày nặng lên. Ai xúc xích thì là cũng phải nặng lên cũng phải kéo lên. Từ 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 chưa lên tới. Rồi ăn đi. Giỏi quá. Đó, đồ có trong cái rổ đó là ha, dẹp vô là nó cứ đổ ra xong rồi nó trùm cái rổ lên lên đầu nó. Ăn ít chết thôi nha, làm bộ cái bỏ vô nhai nhai cho cố vô cái hồi nhảy ra hết nè nha. Thấy chưa? Mẹ nói mà. Thấy chưa? Bài chuyện cho mẹ làm nữa. Thôi đây 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 mẹ nặng lên, đưa đây mẹ nặng lên, lại lên. Đó, đúng rồi. Đưa đây mẹ nặng lên chứ. Cắn vô cho cố vô xong rồi cái nhả ra hết. Vô lý thường kiệt dễ sợ luôn á. À, cô chú ơi, bây giờ em bé đi ngủ nha cô chú. Ừ, cô chú để em bé đi ngủ nha. Rồi đó. Đây là con gấu của em bé nè. Đây là mền của em bé nè. Em bé đắp em bé ngủ nha. Ngủ ngoan mẹ thương nha. Ngủ ngoan mẹ thương em nha. Ngủ đi con. Bye bye. Bye bye đi con. Bye bye. Chút nữa ngủ dậy nha. Bây giờ là 12 giờ rưỡi rồi cô chú ơi. 12 giờ rưỡi trưa em phải ngủ rồi. Bye bye em nha. What do you got here, huh? What do we got? Cô chú ơi, ooh. Cô chú coi chay đang có gì nè. Ooh, what do you got? What is it? What is it? Ooh. Is it your mở ra chay, mở ra chay. Is it your first car? Chay, open it up. Mở ra. Ooh. What is it? It's white. It's white. It's something white. Can you say white? Oh, let's see what we got. Here. Wow. Wow. Daddy? Oh, yay. Oh, can you pick those screws out of it? Okay. Here. Put this end in here, that end in here, this in here, put this over, and then put this on top. All right. Ooh. Wow. Wow. It's a Lamborghini? No, it's a W Motors. Oh, cô chú ơi.
Ooh. Chú coi xe của Chay nè. Ooh. That was the windshield. Trời ơi, mấy bánh xe nằm trong đây nè. We got the wheels. Ba Chay lên mạng mua đó. Oh, here's the seat. Ooh. Ba Utah. Ba Chay. Leather seat. Ooh, cha ghế ngồi im dữ. Ooh, you want to try out the seat, JD? Chay, lên ngồi Chay. Let's try out the seat. Hi. Oh. She's like, don't take me away. Lên kìa, nó đòi lên kìa, có được được đời không? Chưa mà con, ba phải gắn bánh xe vô mới lên được. My baby, remember Julia? She said she was sending me a what is that? A Tesla. Oh, a Tesla? Did you see a Tesla? Did I see a Tesla? Yeah. No, I didn't see a Tesla. No Tesla came. It's your steering wheel. It's really cool. Nè. Chồi. Chồi. Cô chú ơi, giờ là Chay đang ngồi chơi nè cô chú. Chay ngủ dậy xây trong ngồi, hôm nay là một ngày mưa gió nên mẹ Chay cũng không đưa Chay đi đâu hết. Ồ ôi. Nha, ngày mai mẹ đi làm con nhà với ba con ngoan nghe chưa? Con lại chiếc xe cho cô chú coi coi. Đó, nó lại chiếc xe đó thấy chưa? Nó thấy bằng máy quay lên là nó lại xe. Không kêu luôn mà. Nó đứng lên trước rồi mình mới làm bộ mình kêu rồi đó. Nó đã giữ ta. Wow. Để máy xe lên coi. Để máy xe lên cho cô chú coi coi. Wow. Ừ, sao cái này sao mà ba chưa, ba bị mất con ốc nên ba chưa có gắn vô được con. Ráng đi con. Để chừng nào ba kiếm lại con ốc và ba gắn vô cho. Bóp kèn tin tin này, bóp kèn tin tin này. Đè máy xe lên. Máy xe sao? Ba làm sao rồi hết đè máy xe được rồi đây. Ồ, gắn vô, thì mày gắn vô cho. Mày gắn vô cho. Ngồi lên đàng hoàng, mày gắn vô. Đó. Oops. Đó, cô chú thấy xe của Chay đâu có. Cô chú đâu có chiếc xe được như Chay đâu, thấy chưa? Chay cái xe này mở cửa lên xong mở cửa cho cô chú coi cho cô chú thấy fancy coi. Mới xử sao? Nãy mẹ cũng biết cách mở cửa nữa Chay nè. Xe này nó hiện đại quá, mẹ không biết đường mở cửa luôn đấy. Mở cửa sao rồi Chay? Bật nút lên phải không? Đó, đây nè cô chú ơi. Cô chú coi nha. Đó. Bước ra sang chảnh vô. Trời ơi, nó đóng cửa lại kìa. Trời ơi, coi. Bước ra từ xe đó mình phải sang chảnh đi con. Sao con muốn sao? Đó, dữ chưa? Cánh bay lên trời luôn chứ. Bước ra. Bước ra phải bước cho sang chảnh chút lại lên. Rồi chừng nào mà ấm cái bị cho ra đường chạy. Làm sao? Đóng cửa lại nha. Rồi con đi ra đi, đứng lên bước ra. Làm sao? Làm sao? Mẹ không hiểu. Đó. Làm sao? Con bấm nút đây, bấm nút chẳng đi. Đâu? Yeah. Giờ muốn chơi đó hả? Chơi rồi, con không chơi mấy con ngựa này đây. Chắc mẹ đem mấy con ngựa này mày vô nhà kho mày cất nha. Mấy ngựa này không chơi nữa nè, để chật nhà nè. Hai ngựa này là bữa giờ mày thấy không chơi nữa nè. Ups, té. Để em cất đi vô nhà kho cho nó rộng rãi, cho để chiếc xe có đường để chiếc xe hơi. Hai con ngựa này để được chiếc xe hơi rồi. Cô chú thấy Chay này mặc áo không? Áo rồi cái tay túm lại nè, như một cái blouse vậy đó. Lấy gì?
Cái bịch đó hả? Bịch này làm gì? Bên đấy hả? Bé nãy hả? Rồi, ngồi xuống. À mẹ chưa? Tóc đâu? Bụng đâu? Bụng rồi. Tay đâu? Tay, giơ tay lên hả? Ừ, chân đâu? Chứng đâu? Trời đứa cô nó giỏi dễ sợ chứ cô chú. Thương mẹ để đâu? Ngồi đây, đầu. Đúng rồi. Rồi, chơi đi. Ai da, giờ nó đổ ra nữa đó thấy chưa? Đổ ra nó bắt tôi dọn nữa. Vậy đó. Đó, cuộc đời là những ngày dọn dẹp mà. Đây, đây mày đổ cho. Rồi đó, chơi đi. Đất ơi. Hết rồi. Rồi xích đu đi, xích đu đi, xích đu, xích đu chơi đi. Trời ơi, đó, đó, lụm ra xong mà bỏ vô. À. Cái tuổi này bây giờ nó thích vậy đó, lụm ra, bỏ vô, lụm ra. Rồi, bỏ vô đi. Em mày dựng xuống đàng hoàng, rồi bỏ vô đi. Làm gì á? Đổ ra nữa hả? Rồi, chừng nào con chơi xong rồi con bỏ vô cho mẹ nha. Làm sao? Tướng ngồi đọc quá chơi ơi. Good job chơi đi. Giỏi quá. Giỏi quá. Thôi, bây giờ con cứ chơi đi rồi mẹ. Bây giờ mẹ kết thúc video clip để mẹ đăng lên cho cô chú coi nha. Dạ đi con. Chút, đừng nó chùm đầu nó luôn kìa cô chú ơi. Cướp. Cướp. À, chơi vậy đó. Cướp. À. Ồ. Đó chơi vậy đó thấy chưa? Cô chú thấy có ai chơi như em không? Mặc hai áo, tại vì cái áo ngoài nó mỏng quá. Lên xe ngồi, lên xe lái đi. Xe đâu? Lên xe lái đi. Trụ làm mắt kìa, nhắc ma mẹ hả? Thôi bye bye đi, bye bye cô chú đi rồi mẹ làm video clip đăng lên cho cô chú coi nè. Hẹn gặp lại cô chú vào ngày mai nha, cô chú ơi. Ở trong đây, ở trong đây. Cô chú nhớ nhấn nút like cho chay nha. Chú nhớ nhấn nút like trong video clip này cho chay nha cô chú. Đúng rồi. Chay nói chay thanh kiều đó. Con nói đi, thank you. Rồi.